Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Cao Sao 8. Và trong video ngày hôm nay thì Jenny sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta dùng tiền Việt Nam đồng, chúng ta đi mua pet ở trên Axie Infinity, chúng ta chơi như thế nào. Và sau đó thì nếu mà các bạn muốn phối, tức là muốn breed những con Axie với nhau để cho ra con Axie mới thì chúng ta sẽ làm như thế nào, tốn bao nhiêu tiền. Và cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đó là claim SLB về rút ra bán lấy tiền Việt Nam đồng như thế nào trong video ngày hôm nay. Ok, hãy cùng mình bắt đầu nha. Các bạn, đầu tiên chúng ta phải có tài khoản Binance để chúng ta lấy tiền Việt Nam đồng đi mua USDT. Đầu tiên mình sẽ bấm vào binance.com/ve để nó ra tiếng Việt. Rồi chúng ta bấm đăng ký. Bạn nào chưa có tài khoản Binance thì mình đăng ký bằng email hoặc là di động. Ok. Rồi chúng ta set email vào, đặt mật khẩu. Mật khẩu phải có một ký tự viết hoa và số. Nhớ hay được chưa? Rồi ok. Chúng ta sẽ bấm tạo tài khoản. Sau khi tạo tài khoản xong thì nó sẽ gửi một cái mã email về cho một cái mã gồm 6 chữ số về cho email của mình. Thì bây giờ mình sẽ lấy mã nha. Ok. Sau khi lấy mã xong thì các bạn bấm vào trang chủ của Binance và chúng ta cần phải xác minh. Thì cái này mình đã nói ở trong rất là nhiều những video trước rồi. Chúng ta sẽ chọn quốc gia là Việt Nam. Và sau đó các bạn cần phải cung cấp những thông tin chúng ta xác minh cơ bản hoặc là xác minh trung cấp. Thì cũng chúng ta có thể xác minh cơ bản ngay bây giờ và thời gian duyệt rất là nhanh. Các bạn sẽ cung cấp như là quốc tịch của mình, số chứng minh thư, tên đầy đủ của mình, ngày tháng năm sinh. Hoặc là các bạn vào phần profile ở đây, các bạn bấm vào bảo mật. Lưu ý cái này rất quan trọng nha, các bạn bấm vào bảo mật. Sau đó các bạn kích hoạt ba cái, kích hoạt những cái yếu tố này cho mình. Đầu tiên đó là Google Authenticator, khóa bảo mật, xác minh số điện thoại và xác minh qua địa chỉ email. Thì địa chỉ email bởi vì mình đăng ký bằng email cho nên là mình đã được xác minh rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xác minh bằng số điện thoại nè. Bấm chữ kích hoạt rồi nhập số điện thoại của mình vào. Nó gửi cái mã SMS vào. Sau đó chúng ta sẽ xác minh xong. Rồi chúng ta tải, chúng ta lên Google, chúng ta gõ cái này nè. Rồi download. Lưu ý là cái này chỉ sử dụng cho điện thoại thôi, không sử dụng cho máy tính nha. Chúng ta lên App Store hoặc là lên Google CH Play, chúng ta download cái Google Authenticator này về. Rồi sau khi mà về sau khi download về xong thì nó mình sẽ được kích hoạt cái này. Ok, các bạn nhớ nha, đó là sau khi đăng ký tài khoản Binance xong, rất là quan trọng đó là chúng ta phải xác thực những cái bảo mật ở trong đây, cũng như là chúng ta nên bấm vào phần xác minh để chúng ta xác minh cái yếu tố cơ bản này trước. Rồi, mình sẽ cho các bạn demo một cái tài khoản mà mình đã xác minh xong rồi. Ok, vậy thì đây là tài khoản Binance của mình. Sau khi mà mình đã xác minh xong thì nó sẽ hiện ra cái nút verify là đã xác thực. Các bạn vào phần bảo mật thì có thể thấy đó là mình đã xác minh xong những yếu tố như là HFA này, Google Authenticator này, xác minh qua số điện thoại, email. Và bạn bấm vào phần thanh toán thì mình cũng đã liên kết với lại ngân hàng. Bạn nào mà chưa liên kết thì chúng ta bấm vào chữ thêm phương thức thanh toán, chuyển khoản ngân hàng. Rồi chúng ta sẽ nhập thông tin số tài khoản ngân hàng của mình, số thẻ, tên ngân hàng của mình vào đây. Đó, thì các bạn cứ nhập vào xong rồi các bạn bấm xác nhận rồi nó sẽ tự động link. Khi mà chúng ta chuyển khoản, mua bán gì đấy thì nó sẽ về cái số tài khoản này của mình ha. Rồi sau khi mà liên kết tài khoản ngân hàng xong, sau khi mà bảo mật xong thì các bạn vào phần xác minh. Các bạn vào phần xác minh cơ bản là được rồi. Bạn nào có thời gian thì có thể làm thêm phần trung cấp. Như mình thì mình sẽ làm luôn cơ bản và trung cấp. Mình sẽ cung cấp những thông tin cá nhân, chứng minh nhân dân, xác minh khuôn mặt, vân vân. Rất là nhanh ha. Mình nghĩ là các bạn nên làm phần này. Sau khi mà đã có tài khoản Binance và xác minh xong, các bạn vào tài khoản B2B. Bây giờ mình sẽ đi mua USDT. Các bạn bấm vào chữ fiat này và điền VND ha. Sau đó mình sẽ bấm vào người giao dịch mà mình thấy phù hợp. Chúng ta sẽ xem hạn mức. Bây giờ mình mua khoảng 12 triệu Việt Nam đồng thì mình sẽ tìm một cái hạn mức phù hợp. Ok, đây chắc là mình sẽ mua của bạn này. Rồi mình sẽ bấm vào là 12 triệu Việt Nam đồng. Mình sẽ bấm chữ mua USDT. Nó sẽ tự động chuyển mình đến một cái cửa sổ khác. Đây, ở trong cửa sổ này thì các bạn lưu ý đó là bây giờ mình sẽ chuyển tiền cho người bán là Đỗ Thị Minh Thu với số tài khoản và ngân hàng này. Nói chung là cứ thực hiện như là giao dịch chuyển khoản bình thường thôi trong vòng 15 phút. Và thêm một lưu ý nữa rất rất quan trọng và cực kỳ quan trọng, các bạn phải nhớ đó là trong nội dung chuyển khoản chúng ta không ghi
mua USDT, mua Bitcoin, chuyển khoản Bitcoin, nói chung là bất kỳ một cái nội dung linh tinh gì hết, không có ghi tên của mình, nó không có ghi gì hết trơn á, mà chúng ta copy cái số lệnh này, cái này nè, đó, copy đây nè, copy cái số lệnh này, đây, copy sao chép, chúng ta paste vào cái khung nội dung chuyển khoản ha, không ghi chuyển khoản, không ghi Quỳnh chuyển khoản, Jenny chuyển khoản, hay là nói chung là không ghi mua USDT, mua Bitcoin hết. Cái này là quan trọng nha, các bạn phải nhớ lưu ý. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển khoản cho người bán. Thế sau khi mà chuyển tiền xong thì chúng ta sẽ bấm vào để chuyển tiền, xác nhận. Ok, người bán sẽ có 15 phút để gọi là nhả USDT ra cho mình. Thì chúng ta sẽ vào phòng ví, chúng ta bấm vào Fiat và Spot. Thì nếu như mà người bán trả tiền xong á, nhả USDT á, thì nó sẽ hiện vào đây. Nó sẽ hiện vào đây ha. Tài khoản Fiat. Đây, USDT của mình hiện tại là... Ôi, sao nhanh thế? Ồ, ok, khá nhanh. Rồi, 518 USDT. Các bạn vào phần ví, các bạn vào Fiat và Spot. Sau đó các bạn bấm chuyển. Bởi vì ví của mình đang ở tài khoản Fiat, cho nên là mình cần phải chuyển đến tài khoản ví của mình đang ở tài khoản P2P. Đây, thì mình chuyển đến tài khoản, gọi là tài khoản Fiat và Spot để mình giao dịch ha. Mình chọn đồng coin là USDT. Rồi chúng ta sẽ bấm tối đa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển từ B2B sang Fiat và Spot. Chúng ta chuyển xong thì lại bấm vào tiếp tục, bấm vào thị trường Fiat, bấm vào ETH USDT. Rồi bây giờ mình sẽ mua hết 100% là 518 đô, mình sẽ bấm mua ETH. Ok, sau khi mà mua ETH xong thì các bạn chúng ta có thể tạo ví MetaMask. Ok, bởi vì mình đang sử dụng giao diện Safari cho nên là mình không cài ví MetaMask được. Thì các bạn sẽ vào giao diện Chrome, các bạn bấm chữ MetaMask Chrome hoặc là MetaMask Wallet. Rồi chúng ta sẽ vào website này, bấm chữ Download, Install MetaMask for Chrome. Ok, bấm chữ thêm vào Chrome, Add Extension. Ok, đợi một chút, nó sẽ rất là nhanh ha. Ok, get started. Rồi, bây giờ thì coi như là mình chưa có một cái gì hết, mình là người mới bắt đầu đi. Thì chúng ta sẽ bấm vào create wallet là tạo một cái ví mới. Bấm I agree. Password. Ok, password xong sẽ bấm I have read là tôi đã đọc rồi. Cái này mình bấm next nha. Ok, bây giờ mình sẽ, cái bước này rất là quan trọng, cho nên là các bạn chuẩn bị dùng mình một cái tờ giấy và một cái bút. Cái này là cái seed phrase rất là quan trọng. Nếu mà mình bị lỗ seed phrase ra ngoài là coi như tài khoản của mình sẽ bị bay luôn. Mình sẽ bấm vào click here to review secret words. Thì cái này chúng ta sẽ copy. Nếu như mà bạn nào cẩn thận đó, thì mình khuyên đó là các bạn nên ghi 12 cái seed phrase này ra một cái tờ giấy như thế này, chứ không nên copy giống như mình nha. Bây giờ mình đang copy, chúng ta có thể copy paste vào một cái nốt như thế này, nhưng mà cũng rất là rủi ro, bởi vì copy paste như thế này thì có thể mọi người khác xem được á, cho nên là mình vẫn khuyên đó là các bạn nên ghi ra một tờ giấy 12 cái seed phrase này, chứ không nên copy paste như mình. Ở đây thì mình làm video, kiểu mình cũng đang làm video khá là nhanh đó, cho nên là mình rất là lười ghi ra giấy. Mình sẽ copy luôn, nhưng mà khuyên các bạn không nên copy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ confirm, đó là chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự nè. Trailer story, đoạn này tôi nhanh nha. Ok, sau đó thì mình sẽ tiến hành là chuyển Ethereum từ Binance, tức là ở bên này mình đang có 0.187 Ethereum mới mua xong, mình sẽ chuyển qua ví MetaMask. Thì cái này nó khá là tốn phí nha. Nếu như mà bạn nào mà không muốn tốn phí gas thì mình nghĩ là các bạn nên làm thêm một bước nữa, đó là chuyển Ethereum từ Binance sang FTX. Xong rồi chuyển từ FTX
sang MetaMask, như vậy thì sẽ đỡ tốn phí hơn rất là nhiều. Hoặc là bạn nào mà muốn tiết kiệm nữa mà đã có KYC ở trên FTX rồi á, thì các bạn có thể chuyển từ ETH từ Binance sang FTX, sau đó từ FTX qua FTX Portfolio, rồi sau đó mới từ FTX Portfolio qua MetaMask, rồi này FTX Portfolio qua MetaMask. Nhưng mà với điều kiện là các bạn phải có KYC ở trên FTX Portfolio rồi nha. Thì chuyện như thế này tuy nó hơi rườm rà, nó hơi có thêm một bước một chút, nhưng mà mình thấy tiết kiệm phí hơn rất là nhiều. Ví dụ như các bạn chuyện như mình là bỏ qua hai cái bước này, là từ Binance qua MetaMask luôn, thì phí gas rất là cao nha. Phí gas rất là cao đó, cho nên thì các bạn có thể chuyển từ Binance qua FTX. Ở đây thì mình sẽ chuyển thẳng luôn để tiết kiệm thời gian. Ok, thì mình các bạn bấm vào cái này, các bạn thấy có một cái địa chỉ ví ở bên này không, thì các bạn bấm vào chữ copy, rồi các bạn vào phần này, các bạn bấm chữ rút tiền. Đó, các bạn bấm chữ rút tiền, các bạn paste cái địa chỉ này tại đây. Trong có nghĩa là các bạn đã rút rồi. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ không rút vào địa chỉ mới lập, bởi vì đó không phải là cái địa chỉ của mình. Mình sẽ chuyển sang account khác. Đây là account chính của mình, thì mình sẽ đổi sang mạng Ethereum và mình copy cái địa chỉ này vào đây. Mạng lưới, lưu ý là các bạn sẽ các bạn sẽ chọn là Ethereum ERC20. Mình sẽ rút tối đa luôn số tiền nhận ha. Ok, mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Mình network fee của mình các bạn thấy khá là cao đó, 0.0035. Nếu mà chuyển lên FTX thì phí sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Địa chỉ 30E05. Rồi, tiếp tục. Ở đây thì mình sẽ có mã xác minh. Chúng ta sẽ lấy mã qua email, số điện thoại và 2FA. Và chúng ta sẽ bấm vào gửi. Ok, vậy thì sau một thời gian chờ đợi thì mình đã nhận được Ethereum tại đây. Sau đó thì các bạn sẽ, ok, mình sẽ chuyển sang tài khoản cũ. Sau đó thì các bạn sẽ lên Axie, cái bước này quan trọng nha. Các bạn sẽ lên Axie Infinity, bấm vào website của nó. Rồi, chứng minh I'm a human, oh my, mình rất là ghét bước này. Ok, sau đó chúng ta sẽ bấm vào chữ play ở trên đầu Axie. Wait, so slow. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào play now. Play now thì các bạn nhớ bấm vào chữ learn more here, thì bấm vào chữ here tại đây. Cái này nó sẽ tự download Mavis Hub về cho mình, nhưng mà bởi vì máy của mình có Mavis Hub rồi cho nên mình cancel. Rồi, các bạn lưu ý bước này rất là quan trọng nha. Này, đầu tiên là download MetaMask thì mình đã download rồi đúng không? Sau đó download Ronin Wallet. There is no mobile wallet at the moment. Tức là bây giờ Ronin không có phiên bản mobile, cho nên là các bạn đừng lấy điện thoại ra lên App Store hay lên Google bạn download cái Ronin Wallet trên điện thoại nha, không có. Các bạn phải bắt buộc download trên máy tính, bởi vì nếu mà download sai, download một cái ví Ronin fake á, thì đó thì sẽ bạn sẽ bị mất Axie. Và mình đã gặp rất rất nhiều trường hợp rồi, chắc phải cả gần 5-6 trường hợp để nhắn tin vào group 68 Gaming nói là ở setup ví Ronin xong, xong rồi mua Axie xong, rồi tự nhiên Axie bị gifted cho một tài khoản khác. Wow, như vậy là mất luôn, chứ Axie đâu có giải quyết đâu các bạn, bởi vì lỗi là lỗi ở bên ví Ronin, các bạn download link sai mà. Cho nên là các bạn sẽ bấm đúng cái link này cho mình. Nhiều khi lên Google search Ronin Wallet nó cũng hên xui lắm nha, nó sẽ có những cái quảng cáo tùm lum tùm la hết đó. Đừng có bấm vô lên mấy cái này, bấm đúng vô cái này này, hoặc là tốt nhất là cứ lên đây, bấm vô cái link này. Rồi, chúng ta sẽ bấm thêm vào Chrome Add Extension. Ok, sau khi rồi mình sẽ pin lên đây luôn. Rồi, sau khi mà setup Chrome setup Ronin xong thì chúng ta sẽ bấm vào cái dòng này nhé. I already have a secret recovery phrase import wallet. Rồi, cái dòng này thì chúng ta sẽ lấy cái seed phrase 12 cái ký tự lúc nãy mà các bạn viết ra giấy của MetaMask á, các bạn copy vào, các bạn bấm vào đây. Rồi enter password nè. Rồi, password gì cũng được nha, tùy các bạn. Đó, xong. Rồi, mình bấm password mình vừa tạo vào, đó nó sẽ hiện ra.
Ok, vậy thì các bạn nên nhớ nhé, lưu ý thứ nhất đó là chúng ta hãy lên đúng cái link mà chúng ta lấy download video link về, lấy link fake là nó sẽ tự gift the axi cho ad khác, là bạn sẽ bị mất hết, mất luôn hết tiền, không ai giải quyết cho bạn cả. Thứ hai nữa đó là các bạn import cái seed phrase của MetaMask vào ha, import cái seed phrase 12 ký tự của ví MetaMask vào. Ok, rồi mình chuyển sang ad này, bởi vì đây mới là ví Ronin của mình. Đây, ví Ronin của mình bên này. Ok, video name của mình đang chưa có gì hết. Có 4 phần XC thì phải. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ mình đã nhận được ETH ở bên này rồi. Chúng ta sẽ lên Marketplace. À đây, lên Marketplace bên này. Chúng ta sẽ đăng nhập vào các bạn, đợi mình ao ra chút. Rồi, chúng ta sẽ log in với Ronin Wallet nha. Các bạn lên cái website này, các bạn bấm vào log in with Ronin Wallet. Rồi, chúng ta sẽ bấm confirm. Ok, sau khi mà log in với ví của Ronin xong thì chúng ta sẽ vào. Ok. Chúng ta sẽ vào cái bốn cái dấu tròn tròn á, chúng ta sẽ bấm chữ bridge. Rồi, bây giờ mình đang muốn deposit gửi tiền á thì chúng ta sẽ bấm chữ deposit nè. Next nè, chọn đúng cái account nha. Next, ok. Bây giờ thì Ethereum của mình đang ở MetaMask và mình sẽ chuyển nó qua Ronin. Bởi vì mình chuyển qua Ronin thì mình mới mua được pet ở trên Axie. Cho nên là chúng ta sẽ bấm vào cái chữ bridge để chúng ta chuyển tiền. Ronin address, chúng ta sẽ bấm vào Ronin và chúng ta copy, bấm chữ copy address này nè. Bao gồm luôn cả chữ Ronin này nha. Select a token to continue là lựa chọn cái đồng coin. Rồi amount thì mình sẽ chuyển max. Quên, mình phải chuyển để mình trừ lại phí nữa. Ở đây mình đang có 0.1569 thì mình chuyển 0. Demo thì chắc mình chuyển 0.11 thôi, 11, 13 đi. Không, 11 đi. Next, ok, mình sẽ bấm confirm. Phí của mình đang hiện tại là 16 đô. Các bạn lưu ý là sẽ có thêm phí gas nha. Rồi, nếu như mà các bạn đồng ý thì có thể bấm confirm, hoặc là các bạn muốn nhanh hơn thì chúng ta bấm vào edit. Chúng ta chọn low là nó sẽ tiết kiệm hơn nhưng mà thời gian lâu hơn. Mình đang chọn medium, hoặc là các bạn bấm high là nó sẽ chuyển nhanh hơn nhưng mà phí nó sẽ cao hơn. Rồi, ở đây mình sẽ bấm medium. Ok, mình sẽ tốn 10, mới tăng luôn các bạn. Trời ơi, mới tăng 18 đô này. Rồi, các bạn có thể bấm chữ view on Etherscan để xem là nó sẽ qua chưa. Ok, chưa có trên này. Rồi, bấm close. Ok, mình sẽ đợi một chút để cho Ethereum của mình qua nhé. Ok các bạn, thì mình có thể bấm vào MetaMask. Sau đó chúng ta sẽ bấm cái giao dịch deposit này vừa xong nè. Rồi mình sẽ bấm mũi tên view on Etherscan. View on Etherscan thì nó sẽ hiện ra những cái chi tiết mà giao dịch của mình vừa xong ở trên, nó sẽ lưu trữ hết lại ở trên blockchain. Cho nên các bạn nào mà mới tham gia thị trường thì chúng ta có thể phần nào hiểu được cái tính minh bạch của blockchain, tức là tất cả các giao dịch nó sẽ đều được ghi lại ở trên chuỗi khối ở trên blockchain, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể track được tất cả những cái giao dịch nếu như bạn có địa chỉ ví. Ok, success là thành công rồi, chúng ta sẽ track lại ở bên này xem. Ok, mình đã được nhận 0.11 WETH tương ứng với gần 400 đô. Ở bên này nó gọi là WETH chứ không phải là ETH nha các bạn. Sau đó thì các bạn cứ vào phần Marketplace thôi và lựa một con Axie phù hợp để chúng ta bấm chữ buy now là chúng ta sẽ mua. Ở đây thì mình không đủ 1 triệu đô cho nên là mình không mua được con này. Ok, các bạn lựa vào con Axie phù hợp và các bạn xem ID của nó hoặc là xem price của nó nè. Những con lowest price trên này thì mình bấm buy now thì mình có thể mua được nè. Ok, về cách lựa thú thì mình đã làm một cái video về cách lựa thú rồi, các bạn hãy xem lại video đó nha. Và hôm nay mình sẽ không nói nữa, hôm nay mình sẽ chỉ nói đến việc deposit này kia thôi. Sorry các bạn, nãy giờ mình cũng nói hơi nhiều rồi cho nên video ngày hôm nay cũng khá dài, mình sẽ phải kết thúc video tại đây. Video sau thì mình sẽ nói cho các bạn biết về cách claim SLB, rút SLB về bán Việt Nam, bán lấy tiền Việt Nam đồng như thế nào, cũng như là cách breed Axie tốn bao nhiêu tiền breed như thế nào trong video sau. Cho nên là các bạn nhớ bấm subscribe channel có 68 TV và bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của tụi mình sắp ra trong thời gian sắp tới. Ok, cảm ơn bạn nhiều. Bạn có thắc mắc gì trong quá trình giao dịch thì cứ comment bên dưới nha, thì mình sẽ giải đáp tất cả, hoặc là join vào group 68 Gaming thì có admin trả lời rất là nhanh bên đó. Ok, cảm ơn các bạn nhiều lắm và hy vọng hẹn gặp lại các bạn ở tiếp sau.